Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 23 tháng 1. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà các hộ khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thưởng Tết đạt bình quân 3,7 triệu đồng một người. Xử phạt 4 triệu đồng về không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với công ty Hồ Tây Việt Nam. Đền Nghĩa Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ bị mất cắp nhiều cổ vật. Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép 14 kg pháo nổ. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 22 tháng 1, tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, tỉnh ta đã tổ chức khai mạc hội chợ Xuân Kỷ Hợi 2019. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành, huyện, thành phố trong tỉnh. Thời gian diễn ra hội chợ từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 1 năm 2019, tham gia hội chợ có trên 200 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản, hàng công nghiệp nông thôn và hàng hóa phục vụ thị trường Tết. Ngoài các gian hàng từ các địa phương trong tỉnh, tham gia hội chợ còn có nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm đến từ 6 tỉnh phía Bắc. Phát biểu khai mạc hội chợ, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo hội chợ tỉnh nhấn mạnh, hội chợ là dịp để tăng cường cơ hội kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh. Đồng chí yêu cầu các địa phương, chủ gian hàng duy trì khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đảm bảo chất lượng tốt nhất, đa dạng chủng loại mẫu mã hàng hóa là thế mạnh các địa phương để phục vụ cho người tiêu dùng. Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu đã đi tham quan các gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tại hội chợ Xuân. Chiều nay, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Bộ Nội vụ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong năm 2019, ngành nội vụ cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo, sớm tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đổi mới công tác đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức và người lao động theo hướng cụ thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng chính sách và pháp luật của nhà nước. Nhân dịp này, Sở Nội vụ đã được Bộ Nội vụ và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Sáng nay, Huyện ủy Kim Động tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tới dự. Năm 2018, Huyện ủy Kim Động đã lãnh đạo thực hiện toàn diện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả, nổi bật là hoàn thành việc giải thể đảng bộ bộ phận theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hoàn thành hợp nhất chi bộ tại 12 thôn từ 2 chi bộ trở lên, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Hòa yêu cầu năm 2018, công tác xây dựng đảng của huyện cần tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và các chương trình kế hoạch cụ thể hóa của Tỉnh ủy, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế xã hội của huyện, thực hiện quyết liệt công tác giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2018. Sáng ngày 22 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Hồng Quảng biểu dương đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã đạt được trong công tác xây dựng đảng năm 2018, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ đảng trực thuộc, cũng như mỗi đồng chí đảng viên trong đảng bộ cần nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện quy định số 08 ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, cũng như chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước mắt, tập trung cao cho công tác tuyển quân, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất đông xuân, đồng thời quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đảm bảo mọi gia đình, mọi người dân đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, ngày 21 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự và công tác chuẩn bị đón xuân của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong dịp đón xuân mới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cần nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, tổ chức chặt chẽ các ca kiếp trực, không để bị động bất ngờ, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho bộ đội an toàn và tiết kiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn kho tàng và vũ khí trang bị. Sau Tết, cần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân và làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho công tác huấn luyện năm 2019. Sáng nay, khối thi đua các ban đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, các cơ quan đơn vị trong khối đã tích cực tham gia công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, chú trọng biểu dương kịp thời gương cán bộ công chức viên chức đảng viên tận tụy với công việc, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn tồn tại một số hạn chế, như một số cơ quan đơn vị chưa thật sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị và dành thời gian cho công tác xây dựng đảng. Một số cán bộ công chức chưa mạnh dạn tham gia ý kiến trong sinh hoạt chi bộ. Việc tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Năm 2019, khối thi đua các ban đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh ủy sẽ chủ động nắm bắt tình hình trên địa bàn tỉnh, nhất là các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động thi đua yêu nước, hưởng ứng tích cực các đợt thi đua do tỉnh phát động. Sáng nay, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết 3 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2018, các cấp hội khuyến học đã đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập suốt đời. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 118.000 gia đình học tập, gần 1.200 dòng họ và 635 cộng đồng học tập. Hội khuyến học các cấp còn chủ động vận động các tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ quỹ khuyến học đạt khoảng 58 tỷ đồng. Trong đó, các cá nhân tập thể có nhiều đóng góp như Câu lạc bộ Doanh nhân Hương Yên tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Bảo Việt Hương Yên, Vietcombank Hương Yên, Agribank Hương Yên, gia đình ông Nguyễn Văn Sang, huyện Văn Lâm, Ni sư Thích Đàm Phương, ông Tô Quyết Tiến ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2019, các cấp hội tập trung thực hiện quyết định 281 về phong trào học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập, phát triển hội viên, vận động các nguồn ủng hộ, duy trì quỹ khuyến học. Thưa quý vị và các bạn, Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có công văn số 1986 về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Kính gửi các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, mặt trận tổ quốc, các sở ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Để chuẩn bị tốt cho nhân dân vui xuân đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 34/CTTTG ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời lưu ý một số nội dung sau. 1. Thực hiện tốt, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để nhân dân được đón Tết,
trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, quan tâm chăm lo các gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. 2. Tổ chức thăm hỏi động viên thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng, lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. 3. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, lễ hội, mừng xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 2019, thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với truyền thống văn hóa và thuần phong mỹ tục, phong tục tập quán của địa phương. 4. Thực hiện nghiêm thời gian nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, các cơ quan, đơn vị có kế hoạch phân công bố trí cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trực, xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong thời gian nghỉ Tết và trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết. 5. Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng. Văn phòng tỉnh ủy phối hợp cùng Ban tuyên giáo tỉnh ủy và các đơn vị địa phương giúp Ban thường vụ tỉnh ủy nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban thường vụ tỉnh ủy kết quả thực hiện công văn này. Thay mặt Ban thường vụ, Bí thư Đỗ Tiến Sĩ. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã về trao quà cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến đã ân cần thăm hỏi động viên và trao tận tay 17 phần quà của Ban vận động Ngày vì người nghèo Trung ương với tổng trị giá trên 22 triệu đồng cho các đối tượng nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Đồng chí Phạm Thị Tuyến cũng gửi lời chúc xuân mới vui tươi hạnh phúc, mong muốn các hộ nghèo tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, tăng thu nhập để cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà chúc Tết Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh và các chức sắc Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà chúc Tết Hội đồng trị sự Hội Phật giáo tỉnh tại chùa Phố, thành phố Hưng Yên, thăm tặng quà chúc Tết tại chùa Long Đằng, xã Vùng Chí Kiên, huyện Vĩnh Hào. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng gửi lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới tới toàn thể Hội Phật giáo tỉnh, chúc hội đón năm mới phúc lạc tươi vui. Tại các điểm đến thăm, đồng chí ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Phật giáo tỉnh trong những năm qua. Đồng chí mong rằng hội và các chức sắc tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào từ thiện nhân đạo là nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết và nhu cầu đời sống tâm linh của người dân. Thay mặt Hội Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Thanh Hiển, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền trong những năm qua. Nhằm chung tay chăm lo cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo nhân dịp Tết đến xuân về, huyện Ân Thi đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Mỹ Hào tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện. Trong đợt này, toàn huyện Ân Thi có 8 hộ gia đình được hỗ trợ, trong đó có 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và 3 hộ nghèo ở 6 xã thị trấn được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Mỹ Hào hỗ trợ sửa chữa với tổng kinh phí 400 triệu đồng, mỗi hộ hỗ trợ 50 triệu đồng. Việc bàn giao nhà tình nghĩa đúng dịp đón Tết Nguyên đán cổ truyền đã thể hiện sự tri ân của các doanh nghiệp và chính quyền địa phương đối với các gia đình, chính sách, gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo, giúp các gia đình có chỗ ở ổn định, vui Tết đón xuân, đầm ấm. Theo khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tại hơn 7.500 doanh nghiệp công ty trên địa bàn tỉnh, tiền thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bình quân ở tỉnh ta đạt khoảng 3.700.000 đồng một người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp công ty đều thưởng Tết cho người lao động một tháng lương cơ bản thứ 13, trong đó có một số công ty thưởng Tết cho người lao động ở mức cao như công ty trách nhiệm hữu hạn Harness Brand Việt Nam là 178 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam 49 triệu đồng, công ty cổ phần may và thương mại Mỹ Hưng, công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Hà Nội 42 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Canon Việt Nam 45 triệu đồng.
các công ty thuộc ngành nghề dệt may như Công ty Cổ phần May Hưng Yên, Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long, Công ty Cổ phần May Thiên Hưng có mức thưởng Tết cho công nhân từ 20 đến 30 triệu đồng một người. Các công ty có tiền thưởng Tết cho người lao động thấp nhất là 200.000 đồng một người như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yongchung Vina, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi. Chiều ngày 22 tháng 1, xổ số Việt Lót tự chọn thôn Đông Kết, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu đã trao thưởng cho khách hàng trúng giải Jackpot 2 Power 6/55 kỳ quay mở thưởng số 00226 thứ năm ngày 10 tháng 1 năm 2019 cho một khách hàng tại huyện Khoái Châu. Giải Jackpot 2 Power 6/55 có trị giá 3.519.027.500 đồng. Người trúng thưởng là anh Trần Văn Nhì, 31 tuổi, trú tại xã Tứ Dân, huyện Quái Châu, tỉnh Hưng Yên. Sau khi trừ thuế, anh Nhì được lĩnh số tiền là 3.168.124.750 đồng. Tại buổi nhận thưởng, anh Nhì chia sẻ, anh là nhân viên văn phòng, thỉnh thoảng cũng hay mua cầu may. Gần đây nhất về quê, anh có mua 5 vé số Việt Lót tự chọn tại đại lý của thôn Đông Kết, xã Đông Kết, huyện Quái Châu và may mắn trúng thưởng. Với giải thưởng của mình, anh đã trao 32 suất quà cho hộ nghèo của xã Đông Kết và xã Tứ Dân, trao 5 triệu đồng cho quỹ người nghèo xã Đông Kết. Đây là lần đầu tiên giải thưởng xổ số Việt Lót Jackpot 2 Power 6/55 đến với một khách hàng người Hưng Yên. Đoàn thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hồ Tây Việt Nam có địa chỉ tại thôn trên, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào. Ngày 21 tháng 1 năm 2019, Đoàn kiểm tra liên ngành theo quyết định số 20/QĐ-SIT của Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên tiến hành kiểm tra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hồ Tây Việt Nam. Đoàn kiểm tra phát hiện nơi chế biến kinh doanh bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập, vi phạm quy định tại điểm C khoản 1, điều 15 của Nghị định số 115/2018, NDCP ngày 4 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với cơ sở này và yêu cầu cơ sở phải khắc phục ngay tình trạng này. Công tác kiểm tra sẽ tiếp tục tiến hành đến hết ngày 28 tháng 1 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sản xuất ra sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên làng nghề sản xuất bún, đậu, thôn Viên Tiêu, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên ngày một phát triển, tạo nên thương hiệu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được thị trường ưa chuộng. Bình quân mỗi ngày, gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn sản xuất 4 đến 5 tạ bún, cao điểm có ngày sản xuất tới 1 tấn bún phục vụ thị trường, tăng gấp 4 đến 5 lần sản lượng so với trước kia. Bún của gia đình anh chủ yếu được xuất bán cho các nhà hàng, trường học trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Điều thì trước hết thì gạo thì phải chọn cái gạo nó thật trắng, gạo thì trắng mà khô thì mới làm được nên cái sản phẩm ngon. Làm thủ công thì nó công suất làm thì nó chỉ được ít thôi, mà nhân lực lại nhiều. Giờ chuyển sang máy thì làm tức là nó mỗi tiếng thì trước thủ công chỉ làm được khoảng ra được 30 cân bún. Bây giờ máy nó ra tầm tạ 7 tạ 8 một tiếng. Hiện thôn Viên Tiêu có tổng số 150 hộ dân thì có tới 80 hộ làm nghề, trong đó có 50 hộ sản xuất bún và 30 hộ sản xuất đậu. Nguyên liệu để làm bún đậu đều đơn giản sẵn có, vốn ít. Đỗ tương là nguyên liệu làm đậu phụ và gạo là nguyên liệu làm bún. Qua các công đoạn ngâm, xay nguyên liệu rồi qua máy ép bột, đánh bột sau đó mới chế biến thành sản phẩm bún đậu. Nếu như trước đây là nghề sản xuất bún đậu được bà con làm hoàn toàn bằng hình thức thủ công, nước xả thải được xả thẳng ra môi trường, gây ô nhiễm và ảnh hưởng trực tiếp tới thương hiệu làng nghề, thì nay 100% các hộ sản xuất của làng nghề đã đầu tư thiết bị máy móc sản xuất qua hệ thống xử lý môi trường, đã giúp cho làng nghề sản xuất đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả sản xuất và đảm bảo vệ sinh môi trường. Chúng tôi đã vận động nhân dân cố gắng giữ gìn vệ sinh thực phẩm. Chính giữ gìn vệ sinh thực phẩm mới tồn tại được cái làng nghề. Mỗi gia đình có từ 1 đến 2 hố biogas để xử lý nước thải. Hiện bình quân mỗi ngày, làng nghề cung cấp ra thị trường hàng chục tấn sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ được tiêu thụ quanh vùng mà còn được thị trường của tỉnh bạn như Hà Nam, Thái Bình ưa chuộng và đặt hàng. Chỉ tính riêng năm 2018, doanh thu từ nghề làm bún đậu của thôn đã đạt trên 30 tỷ đồng. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị kiểm tra, đánh giá mô hình sản xuất củ giống khoai tây năm 2018.
Mô hình sản xuất củ giống khoai tây sạch bệnh được triển khai tại công ty cổ phần nông nghiệp Việt Gáp, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, diện tích 9 ha. Thời gian từ đầu tháng 11 năm 2018 với hai giống khoai tây là Sonara và Maraben đã được Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ sản xuất thành công trong nhà khí canh. Sau 2 tháng triển khai, mô hình cho hiệu quả cao, tỷ lệ giống của củ giống đạt trên 95%, mức độ chịu hạn, chịu úng, chịu rét tốt, khả năng sinh trưởng phát triển nhanh, cho năng suất cao, chất lượng củ thơm ngon. Mô hình đã mở ra hướng mới trong việc sản xuất củ giống khoai tây chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, giúp chủ động về nguồn giống phục vụ kịp thời sản xuất. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện mô hình thâm canh giống chuối tiêu hồng, giống được sản xuất bằng công nghệ nhân giống in vitro tại xã Tứ Dân, huyện Khói Châu. Mô hình được triển khai thực hiện từ tháng 1 năm 2018, có 19 hộ tham gia tại các huyện Phù Cừ, Khói Châu và thành phố Hưng Yên với quy mô 1,5 ha. Trung tâm đã hỗ trợ 4.100 cây giống cho các hộ trồng thử nghiệm. Qua thời gian trồng nhận thấy, cây thích nghi với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng nên sinh trưởng phát triển tốt so với trồng chuối theo phương pháp truyền thống. Cây chuối tiêu hồng giống được nhân bằng công nghệ nuôi cấy mô, tế bào có tỷ lệ sâu bệnh gây hại thấp hơn từ 40 đến 50%, giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, mẫu mã quả đẹp, trọng lượng trung bình của buồng đạt trên 24 kg. Nếu thâm canh tốt, có thể thu được gần 250 triệu đồng một hecta trên vụ. Sáng sớm hôm nay, người dân phát hiện tại cụm di tích lịch sử quốc gia Đình Làng Nghĩa Chế và Phủ Bà thuộc thôn Nghĩa Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ đã bị kẻ gian đột nhập lấy cắp nhiều cổ vật. Đền Nghĩa Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1992. Đền thờ Ngô Quyền và hai con trai ông là Ngô Sương Ngập, Ngô Sương Văn cùng các tướng lĩnh của triều Ngô. Di tích lưu giữ rất nhiều cổ vật từ thời Hậu Lê. Do đền nằm phía đầu làng dân cư thưa thớt, mặt khác công tác an ninh bảo vệ chưa được coi trọng, nên đêm 23 tháng Giêng, kẻ gian đã cắt khóa cửa chính của đền, đột nhập vào bên trong để lấy trộm cát. Sau khi người dân phát hiện mất trộm, đã báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để điều tra. Qua kiểm kê, kẻ trộm đột nhập đền Nghĩa Chế đã lấy đi 4 bộ ngai cổ thời Hậu Lê ở gian trung từ cùng toàn bộ số tiền khoảng từ 5 đến 6 triệu đồng trong hòm công đức năm 2018. Những cái cổ ngai thờ của Đức Vương Ngô Quyền, tức là Tam Vị Đại Vương, mà thì rất là quý. Những cái cổ ngai này nhân dân chúng tôi hàng năm là đều gìn giữ bảo quản và lau chùi sửa chữa, và những ngày mà lễ hội truyền thống của quê phương là chúng tôi phát huy hết cả cái khả năng của nhân dân ra để chiêm ngưỡng. Ngoài ra kẻ trộm còn đột nhập Phủ Bà cách đền Nghĩa Chế 200 m, tiếp tục lấy thêm một cỗ ngai cổ cũng thời Hậu Lê và hai nậm đựng rượu cổ rất có giá trị. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều vụ mua bán tàng trữ trái phép pháo nổ dịp trước Tết Nguyên đán. Điển hình vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 21 tháng 1 năm 2019, tại khu vực cầu Lác, thôn Lạc Cầu, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện bắt quả tang Lê Văn Việt, sinh năm 1997, trú tại thôn Tử Cầu, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, đang có hành vi sử dụng xe mô tô biển kiểm soát 89F1-15396, vận chuyển trái phép 7 hộp pháo hình vuông, loại pháo dàn 36 quả và 3 hộp bánh pháo hình tròn, loại pháo bánh dài 5 mét đều do Trung Quốc sản xuất. Qua giám định có tổng trọng lượng là 14 kg. Đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận mua số pháo trên của anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1990, ở Ngọc Lịch, Trưng Trắc, Văn Lâm, với giá 600.000 đồng một dàn và 1 triệu đồng một bánh về để bán kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp điều tra để mở rộng vụ án. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Phù Cừ năm 2018 thu 50 tỷ đồng từ trồng cây có múi. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chăm lo Tết cho người nghèo. Người cao tuổi cần đề phòng đột quỵ trong dịp Tết. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.